vô 10 lý do giàu, 10 lý do nghèo với 10 video các bạn. Thì tôi đợt này tôi chỉ đề cập đến 10 lý do giàu thôi, còn 10 lý do nghèo thì có thể là một cái đợt sau. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề, chia sẻ bằng chủ đề là không làm những việc phi pháp, không làm những việc phi đạo đức thì giữ gìn mà giàu. Thì đây là cho dù kinh doanh hay cuộc sống hàng ngày, bạn phải tuân thủ pháp luật và đạo đức trong mọi hành vi và quyết định của cuộc sống. Bạn hãy quan sát trong xã hội và thương trường, rất nhiều người danh tiếng đã ngã ngựa ở thương trường các bạn. Rất nhiều người danh tiếng đã ngã ngựa vì vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức. Việc làm những việc phi pháp không chỉ mang lại hậu quả xấu về pháp lý mà có thể gây mất mát tiền bạc, danh tiếng và sự tôn trọng trong cộng đồng. Đồng thời, những hành vi phi pháp cũng có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định và an ninh của gia đình và xã hội. Thay vì làm những việc phi pháp, bạn hãy tập trung vào việc phát triển kỹ năng và họ nỗ lực hợp pháp để đạt được mục tiêu giàu có. Đó có thể là việc học hỏi, đào tạo, đầu tư, kinh doanh hoặc xây dựng sự nghiệp chính đáng. Thực hiện cách làm việc chăm chỉ, thông minh và trung thực, bạn có thể tạo ra giá trị thành công cuộc sống. Điều này còn ảnh hưởng bởi phạm trù khác, đó là luật nhân quả. Thì các bạn nhớ, luật nhân quả là một định luật thép. Bạn trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bạn hãy nhớ điều này. Tuân thủ pháp luật là cơ sở cho sự ổn định và phát triển. Bằng việc tuân thủ pháp luật, bạn không chỉ tránh được rủi ro pháp lý và pháp luật mà còn tạo ra một môi trường ổn định và an toàn cho bản thân và gia đình. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và tiến bộ trong cuộc sống và trong công việc. Về xây dựng uy tín và lòng tin, việc tuân thủ pháp luật và đạo đức làm tăng uy tín và lòng tin của bạn trong cộng đồng và xã hội. Bạn sẽ thu hút sự tôn trọng và sự hỗ trợ từ những người xung quanh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ và kinh doanh của bạn. Về ý nghĩa giữ gìn và tăng giá trị của bản thân, tuân thủ pháp luật và đạo đức, bạn xây dựng một bức tranh tích cực thương hiệu về bản thân trong mắt người khác và của bản thân mình. Điều này giúp tăng giá trị cá nhân và mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Tóm lại, câu châm ngôn này nhấn mạnh một ý nghĩa của việc tuân thủ pháp luật và đạo đức trong hành vi, trong mọi hành vi và quyết định cuộc sống. Bằng cách này, bạn không chỉ bảo vệ được bản thân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thành công của mình trong mọi lĩnh vực. Lão già ngã bảy Sài Gòn. Đó các bạn. Thì tôi vừa chia sẻ với bạn video, video là không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức. Thì đó là cái cách mà bạn giữ gìn bản thân mình để mà trở nên giàu có, để trở nên hạnh phúc và thịnh vượng. Bạn hãy nhớ like, comment và chia sẻ, và nhớ đăng ký kênh YouTube, TikTok và nhiều trang mạng khác của tiến sĩ Lê Văn Tư. Cảm ơn các bạn.